Nguyễn Thế Lai tổng kết hoạt động về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới năm 2023 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Năm 2023, Ban chỉ đạo 35 Quyền Thế Lai đã chỉ đạo triển khai thực hiện công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trên địa bàn đạt được kết quả quan trọng trong đó đã tăng cường phủ xanh thông tin tích cực và đấu tranh phản bác thông tin xấu độc các quan điểm sai trái thù địch trên mạng xã hội qua đó đã góp phần quan trọng trong thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quyện